Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hầu hết người dân Việt Nam đều ngưỡng mộ Đức Quan Âm Bồ Tát. Trong các chùa và thành thị cũng như thôn quê, nơi đâu cũng tôn thờ hình tượng của Ngài. Người ta còn thờ riêng ở nhà nữa. Nhiều người chưa biết gì nhiều giáo lý của Đạo Phật, nhưng họ vẫn kính mộ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát một cách thuần thành. Người Việt Nam thường kính cẩn khi nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát, coi Ngài là một vị Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng cứu khổ, cứu nạn cho họ. Lòng tín ngưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát của cả dân tộc Việt Nam quả thật rất là sâu sắc. Để cho lòng tin ấy được vững bền và phát triển, chúng ta hãy cùng với ký sự di sản UNESCO đi tìm hiểu về Đức Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là quán là quan sát, tìm hiểu và biết rõ ràng về đối tượng. Thế là cuộc đời, cuộc sống dân gian. Âm là tiếng cầu cứu, tiếng thỉnh cầu phát ra từ những nơi khổ đau nhất. Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, giải cứu, hướng đạo cho chúng sanh, giúp họ đủ nghị lực vượt qua những cơ cực trong cuộc đời. Quan Thế Âm Bồ Tát được coi như là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi chúng sinh khi cần thiết. Bồ Tát Quan Thế Âm đã được tượng trưng trong truyền thống của Phật giáo bằng hình ảnh một người nữ có ngàn con mắt để thấu hiểu và ngàn cánh tay để giúp đỡ chúng sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm trong chân nghĩa thực sự không phải là một vị Bồ Tát, mà là một lực lượng vĩ đại có tình thương, có mặt ở khắp mọi nơi. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe tiếng kêu bi thương của con người để tìm tới mà cứu độ. Hạnh của Ngài là hạnh lắng nghe với tâm từ bi. Trong khi chỉ tụng danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta tiếp xúc với năng lượng của tình thương trong trái tim của chúng ta. Chúng ta tiếp xúc được với năng lượng tình thương lớn của Đức Bồ Tát. Khi chỉ tụng như vậy, chúng ta chế tác được năng lượng hùng hậu, năng lượng tập thể của tăng đoàn. Chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận năng lượng. Đó là những đau nhức, căng thẳng trong thân và trong tâm của chúng ta được ôm ấp và chuyển hóa. Vì vậy, nếu có những căng thẳng, những đau nhức trong thân thể thì chúng ta hãy mở lòng ra cho năng lượng của Đức Bồ Tát Quan Âm thấm sâu vào trong cơ thể. Nó sẽ ôm ấp, chuyển hóa những căng thẳng, những đau nhức đó. Chúng ta chỉ có thể trở về với giây phút hiện tại. Đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng lo lắng cho tương lai. Có mặt thật sự trong giây phút này, mở lòng ra thì năng lượng của Đức Quan Âm sẽ đi vào trong cơ thể của chúng ta và sẽ chuyển hóa những căng thẳng, những đau nhức đó, những cùng cực đó trở thành một niềm hạnh phúc, niềm viên mãn. Nếu chúng ta có những lo âu, sợ hãi, buồn khổ, chúng ta cũng nên mở trái tim để cho năng lượng đó của Ngài và của tăng thân mình để ôm ấp, để chuyển hóa. Một năm có 3 lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Các Phật tử khắp nơi trên thế giới hay làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang trọng
vào những ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch. Ngày 12 tháng 2 là ngày Quan Thế Âm đản sinh. Ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Thế Âm thành đạo. Ngày 19 tháng 9 là ngày Quan Thế Âm xuất gia.